Không chỉ xây dựng thành công nhãn hiệu gạo Phú Thiện, mà bà con nông dân ở vựa lúa Phú Thiện tỉnh Gia Lai còn đạt được chứng nhận OCOP 4 sao cho các sản phẩm gạo chất lượng nơi đây. Để gia tăng tiêu thụ lúa gạo cho bà con, Hợp tác xã nông nghiệp này vừa xây dựng gian hàng trưng bày bán sản phẩm, vừa tăng cường xúc tiến tiêu thụ qua rất nhiều kênh bán hàng online. Bởi vậy, ngay đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021, Hợp tác xã đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của các đối tác. Năm 2019 thì xuất gạo mới ở mức độ bình thường, nhưng đến năm 2020 thì Hợp tác xã đã sản xuất một năm khoảng 300 tấn. Năm 2021 cũng nhiều các đơn hàng đặt xin đề nghị đang ký kết hợp đồng với Hợp tác xã để mở các cửa hàng, các khu vực trong tỉnh và cũng như ngoài tỉnh. Qua cái việc triển khai thực hiện được cái sản phẩm OCOP thì các chủ thể đã mạnh dạn mở rộng cái quy mô, nâng cao đường về mặt chất lượng, góp phần thì giúp cho cái việc sản xuất được ổn định và bền vững hơn. Đến đầu năm 2021, tỉnh Gia Lai có 149 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Và điều đáng chú ý là qua chương trình này đã hình thành xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Cùng với chương trình xúc tiến thương mại ở vùng Tây Nguyên triển khai, sản phẩm OCOP vừa tăng lượng hàng tiêu thụ, vừa tăng cao về giá trị. Khi mà đã được chứng nhận sản phẩm OCOP rồi thì chúng tôi được hỗ trợ về những phần là xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm. Thì bây giờ thì tôi sơ chế chế biến thì một năm tôi bán được 10 đến 15 tấn cà phê bột thì nâng cao cái giá trị sản phẩm. Hỗ trợ vào các cái những cái việc mà lâu nay là chúng ta chưa được quan tâm mà khó làm nhất. Phân tích chất lượng sản phẩm rồi đăng ký về nhãn hiệu sở hữu trí tuệ thì trong thời gian tới thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì cùng với Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP là nâng cái tầm cái sản phẩm của mình. Đấy là chúng ta có nhiều sản phẩm 4 sao rồi, chúng ta nâng lên 5 sao. Chương trình OCOP đã và đang tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực nông thôn. Song hiện nay hoạt động của các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn, phần đông là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy, ngành chức năng Tây Nguyên cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục làm cầu nối để nông dân hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp đủ mạnh, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm nông sản để đưa vào chương trình xúc tiến thương mại xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới.